Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Lại Đăng nhé. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi lại có chuyến hành trình đến huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang để xem chú chó săn rắn. Tuy nhiên là trong quá trình đi thì mình đi theo Google Maps và nó lại chỉ mình đi sai đường khoảng hơn 1 km. Nhưng mà trong quá trình nó chỉ sai thì lại có cái rất là may, bởi vì nó chỉ mình đến đoạn đường mà theo Google chỉ thì hết đường, thế là điện cho chú em chủ nhà ra đón. Thì trong quá trình điện thì có bà chủ nhà ra, mình ngồi ở cổng, mình lại đến cổng nhà đấy ngồi, và bà ra hỏi có mua chó không. Thế vô tình lại mua được một chú chó cọc đực tai sò, mua được 2 con chó, trong đó có một con chó cọc đực tai sò lưỡi đốm rất là chất đấy. Sau đây mời mọi người theo dõi video nhé. Đây, bây giờ mình đã đến Tuyên Quang rồi, đi gần 100 cây số. Đấy, con này là con, đây là con cọc đực nhá. Con này cọc đực này, con này là tai sò rồi. À, chào chú nhá. Còn con kia cũng là con đực nhưng con kia dài đuôi. À, con mẹ nó là chó cọc lửng, cọc đỏ. Vâng, con mẹ nó bắt chuột giỏi lắm à bà. Ôi dồi ôi, không có nó thì thế à? Khổng khổ to đấy. Thế à? Nên nó không leo được, nó lên mái nhà, nó bắt ở dưới. Không mái nhà đâu, chó thì bắt ở dưới thôi. Đây con này, chắc là nó lại ra con cọc tịt nhỉ. Con thế cọc thế thôi. Dạ vâng. Mẹ cọc, bố nó cũng cọc nhỉ. À, con bố nó cũng chó cọc à? Ừ. À. Đấy. Con làm gì? Thôi được rồi, thế để cháu luôn 2 con này. Con kia cũng được bé bắt, con cho chú xem nào. Được hết mà. À, dạ. Ờ, thu bắt một cái con chân trắng rồi. Thế à, nó đẻ được mấy con à bà? 3 con. 3 con à? Bên cạnh thì nó bắt một con cũng nghiền đây. Thế à? Đèn hết. Đèn hết à? Bé cầm. À, em đây rồi. Bé cầm lên chú xem này, nhấc ngược lên chú xem. Thích lắm thôi. Con này là đen, con này lại đen tuyền à? Không, con này không đốm. Không đốm à? Thế bà xem cháu con này có đốm không? Bác không biết đâu. Vâng, bà cầm cho cháu cái, cháu cầm nó cứ sợ. Đây con này chân không huyền đề nhá, 2 con đực thật. Bà ấy cho xem cái mồm, con này tai sò rồi, mũi đẹp không? Bà ấy cái mồm mình cho xem. Cháu không dám cầm mồm. Không, không, bà cứ ấy lên, cháu cầm một tay nó đang hơi khó đâu. Con này có một tí lông trắng được. Có gì đâu, con chó ti thì nó không cắn đâu mà. Bé cầm cái chân nhất cho chú này. Đấy này. Có đường tí, này đây, chẳng quan trọng đâu. Còn cái tiền trả hơn à? Cứ đổi giữ chó thì rồi, bắt cả nuôi hết đúng chó này. Người tao đây là con đâu, con mẹ đâu à? Mẹ nó kia. Con mẹ là cọc đỏ tai sò, cọc lửng lửng. Con mẹ là cao một tí rồi. Ừ. Rồi để mình bắt 2 con này đã. Rồi bây giờ mình đến nhà rồi. Em vừa ra đón anh về đây phải mất hơn cây ấy nhỉ. Ờ, sao nó chỉ anh sang bên đấy nhỉ? Không, đây là em để lán thôi. À. Định là ở đây thì lúc này à. Anh bảo anh gửi cho anh thì em đã bắt đầu đi từ đây đi. À, lúc gửi đây. À, ở đây có loại gà xước này. Gà này em nuôi lâu chưa? Gà này gà nhà từ bé nuôi từ ngày xưa đúng không? Loại gà đen xì mà lông xước này. Loại này xương có đen không? Gọi lông xước đúng. 2 con gà mái lông xước, 2 con gà đưa có 4 con. Từng con nhiều giống để cho anh mà 2 con. À thế à? Đây là huyện Yên Sơn nhỉ? À. Em tên gì ấy nhỉ? Ừ, em tên Giống à? Hả? Em tên Giống à? Giống à? À, là bởi vì em viết bằng tiếng. Em là người Mông à? Ờ, nên là anh, bọn em viết bằng tiếng người Mông là anh chịu. Bởi vì anh là người Kinh. À, đâu rồi, con chó đâu rồi, gọi về. Đây anh em tác nghiệp tí. À thế à, xích xích nhá bà tí, cho nó đỡ đi. Xong cho ra chỗ sáng sáng này quay cho rõ. Chó thuần, ôm thoải mái. Đây là bên nhà này, nhà khác à? À. Sao là của nhà em hay của anh ấy mà lại không cho bán?
À thế à? Hai anh em chung nhau con chó để đi săn. Cái này cũng thuần thôi nhỉ, bắt đi săn nhiều nên là bắt thoải mái. Nó quen chế độ đi. Ừ. Cái con chó đi săn hầu như là con nào ai cũng động được. Rồi nó săn giỏ thì nhà bên kia có một con săn giỏ nhưng thực tế là con đấy thì chắc không bán. À thế. À? Con đấy thì đi hơi đúng không? Từ đây ra cái nhìn đổi chưa? À? Càng nét. Ừ. Nhanh đi hơi. Như... Con chó màu gì không? Màu đỏ. Chó màu đỏ à? Màu đỏ thì thôi anh không động vào đâu. Anh nghe màu đỏ mới màu trắng, mũi đỏ, mũi hồng các thứ là thôi anh chịu luôn đấy. Đây rừng núi đây. Chó mũi kiểu mũi hồng ấy. Mênh mông. Anh không hợp mấy màu đấy nên là anh không mua. Không nói anh. Con này bình thường đuôi thẳng ấy chứ đúng không? Con này đuôi thẳng. Ừ. Đuôi thẳng. Đây là con chó cái. Anh em ạ. Con này nó đang có bầu rồi à? Bầu. Được tháng chưa em? Khoảng đấy khoảng một tháng. À. Có phối chó được săn chuẩn không? Hay là phối tự do? Đấy có con đấy cũng là phối. Con chó đỏ à? Ừ. À thế à? Con này thì mùa này đi gặt hái nhiều phết rồi chứ hả? À? Mùa này đi gặt hái được nhiều phết rồi chứ hả? Con này ấy. Rắn ấy. Đâu đâu? À, giữ không nó chạy mất. Chạy. Răng rất mòn không? Đó, cho xem tí. Răng ấy. Ừ. Vẫn trắng nhỉ? Con này em bảo mấy tuổi? 4 tuổi. 4 tuổi anh nhìn con chó vẫn trẻ không mà. Tên nó là gì? Con này chắc em gọi tên thì tên dân tộc của anh chắc là nhưng mà cũng phải bảo để anh em biết về khi rồi. À con này lưỡi thép à? Con này lưỡi đen hết. Thế như phải. Cũng không quan trọng đâu mà. Có con không đen tí nào vẫn săn tốt. Đi 100 cây số lên để xem con chó này anh em ạ. Con chó này nhìn con chó này nó lành thôi. Anh ấy tiếp xúc tí là mình biết. Hiền lành. Tôi coi chờ tí xem. Con này dạo này chó cũng ít đi rồi đúng không em? Em giữ lại tí. Không tí nó lại chạy đi mất. Cứ giữ lại đây. Bây giờ gọi phát tự nhảy lên xe không? À thế à? Đâu cho xem lưỡi phải lưỡi thép hay là lưỡi đen? Không cầm bên dưới. Tự đen hết à? Đen hết. Ừ. Con này ngực thì cũng khá không phải nó lắm. Chân mà. Ở trên này con này thì hổ mang săn là chính đúng không? Hổ mang chính. Hổ chúa con này biết săn không? Con này được 5-6 con, cũng được 5-6 con chúa. Chúa trên này giờ ít rồi nhỉ? Ít nên là đôi khi 5 được 2 con, 5 không được con nào. Ừ. 2-3 con. Con này khả năng hơi nguội rồi tìm được khoảng bao lâu? Hơi nguội thì không biết là thật hay giả chứ nói thật với anh chứ chưa. Ừ. Trước em thì con nào cái con viên kia nó đuổi từ lúc 3 giờ chiều vào hang rồi. Con này ra con này đi sau con này vẫn lại theo dấu tiếp. À lại theo dấu. Còn chính xác thì cũng chả biết được nó đâu đúng không? Chưa chính xác là biết nó nhìn như thế nào thôi. Ừ. Bởi vì anh quan điểm của anh là con chó như nào anh em mình cứ trao đổi nó thẳng thắn như thế thôi. Mình cũng anh cũng không muốn anh em quảng cáo chó quá. Bản thân anh bán thì cho anh em thế, anh không quảng cáo. Con chó như nào mình cứ trao đổi như thế thôi, về anh em chơi thì nó vừa rồi. À con này thì nó có bầu thật rồi, bẹ sữa bắt đầu xuống một tí rồi. Nhưng mà nếu bây giờ hết mùa rồi anh em dùng con này về để cho nó sinh sản một lứa xong rồi đến vụ sau chơi được nhỉ? Bây giờ là tháng hai mấy tháng 9 rồi, hôm nay hai mấy nhỉ? Hôm nay là 23 hay 24 tháng 9 rồi. Con này thì cuối tháng 10 là đẻ. Nếu chỉ ở một tháng rồi thì tháng nữa là đẻ. Trong tháng 11, tháng 12, tháng riêng, tháng 2 bắt đầu đi săn rắn rồi. Con này tròn đèn bạc má hay các loại khác em có cho đi săn bao giờ? Em không, em chỉ chuyên cho đi săn rắn thôi. Chỉ thoảng săn rắn thôi. Còn vùng má khác chuyên. Ừ. Có mấy anh em bên kia cũng có mà, có mấy cũng có đi săn chuyên đi săn bạc má, lợn cũng đi nhưng mà thực tế thì thế con đấy giá nó toàn rẻ đâu. Ừ. Trên đường vào đây thì anh có ông anh nó mua kia có mua con 25 triệu. 25 triệu cả. Tay nào mua đấy? Say. Say à? Đây thì anh không biết được. Chắc là thế đội đấy phải mang đi săn các nơi đấy nhỉ? Đi khắp nơi, hầu như là đi Nam Bắc. Ờ. Thế thì á rồi.
Trên này thì không có rắn ráo mới không à, rắn ráo khả năng có nhưng mà rắn ráo chó này đi nói chung là rắn ráo, rắn này chó là đi yếu lắm, nó không được đâu, nhiều nó không thấm mùi. Ờ. Rắn ráo là yếu, anh em nói thẳng đúng không? Còn hổ châu thì lại càng không có sao nhỉ? Cho cái thì nhìn cũng nhỏ thôi, con này chỉ khoảng 13 cân thôi. 12 13 cân nhỉ? Đây. Nói chung con chó nhìn khá gọn gàng và đẹp. Đây còn con của nó nữa. Đây con này hình như là cũng lưỡi thép đấy sao? Anh vừa nhìn thấy con này lưỡi thép. Ờ. Lưỡi đen xì. Con này thì mình vừa thấy nó đi ở đuôi thẳng tắp. Con này tự biết nhảy lên xe rồi phải không? Hay là em phải bắt nó lên đấy? Cũng bắt. Ờ. Thì nó cũng nhảy nhưng mà ờ nó non, con này mới được mấy tháng này. Đang trưa nay vừa có người nhắn tin cho anh tìm cho một con chó đực đuôi vắt trái hoặc đuôi thẳng mà lưỡi thép. Em để luôn cho anh con này đi, anh về anh để cho họ. Con này không được rồi. Ừ. Không bán mà không bán. Đã biết săn gì chưa con này? Chắc đi đâu, chắc đi, nếu mà xong sang năm mới thì đi rắn chắc đi. Sang năm mới cho đi hả? Cái này con chó nó lên đồi nó chịu khó chịu sục chịu tìm được. Đấy, con này là đây là con ở con kia đấy hả? Ừ. Để lại mỗi con này à? Dưới kia còn lại còn hai con, vẫn còn hai con nữa. À thế à? Nhà có năm con chó, hai con coi như nhau. Ừ. Đấy, con này không bán thì thôi. Lưỡi thép đấy. Con là con chó cái kia. Khoảng thấy rồi chứ còn. Ừ. Ừ. Con này thì nhìn cái mũi thì nó cũng không thì cũng bình thường, nó không xấu và không đẹp, cho nên là khả năng tìm hơi nguội của nó thì theo mình đánh giá là khả năng là nó cũng không được khoảng độ nhiều anh em ở là 2-3 tiếng. Ui giời, cái lưỡi là lưỡi đen xì, lưỡi thép, là con kia của nó là cũng lưỡi thép như mẹ. Thế thì con này nó ra con thì hay có con lưỡi thép lắm nhỉ? Chắc lưỡi nào cũng có đúng không? Lưỡi nào cũng như lưỡi nào. Ừ. Hôm nay mình lên đến đây đi từ lúc 12:15, 2 giờ, bây giờ là 3:30, 3 giờ đến nơi. 100 cây số nhưng mà đường này mình đi được khá là lâu đấy. Đuôi thẳng. Phải quen. Mình sục thì không vào đâu nhưng mà chủ thử xem. Ví dụ mình cho nó lên bụi mình thấy con rắn ở đâu đấy mình sục nó vào. Bằng ngay mà. À. Đây lại còn con đực cao nào nữa đây. Ô con đấy cũng lưỡi đen sao? Cũng lưỡi thép thì phải. Như con này mà mình bắt bây giờ mình muốn giữ con rắn lên là nó cũng không sùng sục vào đâu phải không? Ờ. Đấy anh em nói mình nhiều cũng phải trao đổi luôn để anh em biết. Bởi vì nhiều như con chó này là bắt được rồi ấy, là nó không bảo gì đâu. Và bây giờ nếu mà mình cứ vứt con rắn trước mặt đây thì nó có làm gì? Nó không như những con khác. À. Thì con này bây giờ là nó cũng tầm 4 tuổi là nó cũng cắn rắn rồi đấy. Nhưng mà răng riếc vẫn trắng nguyên tinh. Con này thì theo như tôi đánh giá thì nó không phải là hạng lì lợm lắm. Thì tiếp xúc thì mình thấy con chó là nó không phải là quá nhát. Nhưng mà con chó này nếu mà đi săn anh em không nên đánh nó hoặc chỉ cần quát nó thôi là nó đã thôi rồi. Chú em chủ nhà cũng nói rõ như vậy. Thì nếu mà như những con chó khác nó lì lợm ấy, mình có khi nó cắn mồi ấy, mình còn lấy lá lấy cành cây đập vào nó không bỏ. Nhưng mà con này là chỉ cần anh em không nên đánh nó như con này. Con chó cũng khá đẹp đấy. Con này cũng ham rắn nhỉ. Đấy, cháu nó chui trong nhà mất. Đấy. Hổ mang thì chắc nó không mạnh như thế đâu nhỉ. Nó hổ mang nó phải dè chừng ngay. Nó biết con này không. Nó biết con này không độc nên là. Rồi. Tưởng là bắt rồi nó không ham, nó vẫn ấy thôi, vẫn ham mạnh phết.
thử xem tốc độ nó cắn đến đâu thôi nha anh em nhé. Thôi thôi. Thôi không cần phải thử xem tốc độ nó ham thế nào thôi. Thế rồi nhìn con chó hiền hiền thế thôi, nhưng mà gặp mồi là cũng chơi. Gặp mồi cũng cắn. Ừ. Con rắn chăn chuột thì nó chống ác nên là thì nó lại lắc chết đấy. Quát quát, em thử quát nó xem thôi. Đấy. À, quát phát thôi luôn. Ấy kìa, nó chạy mất rồi. Chưa rồi. Ừ thế thôi, chỉ cần quát phát thôi luôn. Đấy, xong lại xù nó lại vào tiếp. Rồi. Đen, thôi, thôi, thôi. Anh lạ quát ra không nghe. Vạch, thôi. Đen, thôi. Mình lạ quát ra chưa nghe. Thôi thôi thôi, mình lạ quát nó không nghe, nhưng mà chủ quen rồi, quét quát bảo thôi là nó thôi luôn. Thôi thế thôi, để thử xem là quát nó có nghe không thôi, chỉ sợ cái loại là nó vào nó lắc túi bụi đi không cho. Ấy sao vứt đi, bỏ thả luôn à? Ừ thả cho nó. Thôi thôi, nhốt ấy con rắn vào cho nó bắt chuột thôi, thả mái nhà ai. Thả mái nhà cho nó bắt chuột, nó tí nó cắn chết mất. Thôi. Ờ. Nói chung là mình cứ ở gần mình quát là thôi là thôi. Ờ. Đúng rồi. Mình biết tính con chó mà nó cắn. Rồi rồi. Mình biết tính con chó nó cắn nó là mình thấy đi hơi phát là ép vào thôi. Nhưng mà con này vẫn cũng dễ quát thôi anh em ạ. Khi quát nó thôi là nó thôi. Mình lạ thì quát nó không nghe thôi. Chứ còn khi mà chủ nó quát là nó vẫn nghe. Thôi được, lấy con này về. Thôi thì hôm nay là lại cuối cùng thì lại không mua được con chó cái này rồi anh em ạ. Anh em xem chó hỏi hết thông tin đi hết rồi, nhưng mà anh trai của chú em này lại không cho bán. Hai anh em chung nhau con chó. Thôi mình đi trăm cây số giờ về để bắt được hai con chó con này vậy. Chắc được con may được con chó cọc này chất quá. Ừ. Thôi rồi em đi đi, anh cũng quay ra luôn. Chờ anh đi mới không, anh không biết đường. Lại mua được con chó của con ở con mẹ này nữa. Thôi đi em cho vào lồng của anh đấy. Em còn chó đực này nữa. Đây bà chủ nhà đang bắt hộ đây. Hôm nay đi cả một ngày. Thằng kia nó bảo nó bán cho mình con chó lên xem xong nó lại không bán. Anh nó lại không cho bán. Đây. Hôm nay mua được 3 con chó đực bao nhiêu nhỉ? Con này đúng là to hơn gấp đôi hai con kia thật. Rồi. Rồi mình xin nhá.